Tao đã nói tao không chửi mày, tao chỉ chửi Thông Long thôi. Thế bây giờ mày thích gì? Thế mày thích gì? Mày thích gì hả? Tao thích mày đấy. Trời ơi trời, hai ông cố nội nãy giờ giấu ha, hai thằng quỷ. Xin mời thí sinh tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới hai vị danh hài Trấn Thành và Trường Giang, cùng với MC Ngô Quyến Huy, cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Hai bạn là hiện nay đang sống ở đâu? Dạ, thưa anh là em vừa từ ngoài Thanh Hóa vào đây được 2 tháng rồi ạ, để ôn thi sân khấu điện ảnh và đang ở đến giờ luôn ạ. Dạ, còn em là hiện tại em là sinh viên của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, khoa đô thị học. Rồi làm sao mà một cái ông ở ngoài Thanh Hóa vô đây mà lại gặp cái ông này ở đây? Gặp ở đâu? Dạ, là vì năm trước em với bạn thi rồi em đến muộn ạ. Thì gặp bạn rồi em thấy nó cũng hài hài rồi em ra em bắt chuyện với nó thôi ạ. Rồi, thi nào? Thi rồi. Dạ, bọn em cho bọn em xin lấy đầu của. Ok. Yeah. Xin mời các bạn ạ. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Ê, hôm qua ở phòng tập, mày chửi ai? Tao chửi Thông Long thôi mà. Mày chửi Phong Long á? Mày chửi tao? Tao đã nói tao không chửi mày, tao chỉ chửi Thông Long thôi. Thế bây giờ mày thích gì? Thế mày thích gì? Mày thích gì hả? Tao thích mày đấy. Trời ơi trời, hai ông cố nội nãy giờ giấu ha, hai thằng quỷ. Tôi nghi nghi rồi. Anh là anh đoán được là em sẽ đứng lên nói là tao thích mày, nhưng mà anh không đoán được cái cú hung đó. Ghê thiệt, tụi em chơi ghê thiệt, tụi em thiệt. Bức nóc luôn, chơi vì 2 triệu mà em hy sinh luôn cái đời trai mình. Đúng vậy rồi. Đã có ai có bạn gái hoặc là gia đình chưa? Dạ chưa nè. Chưa. Em có bạn gái chưa? Em chưa có. Em có bạn gái chưa? Có rồi, chia tay rồi. Rồi bây giờ hỏi thêm một cái nữa nha. Em có người yêu chưa? Em chưa có. Em có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Em nghĩ sao? Hiểu ha. Anh Thành ơi, hai bạn nghĩ sao về diễn viên anh Đức? Trời ơi, đừng làm mất mút em ơi. Trời ơi, cái gì đến được với nhau nó sẽ tự động đến với nhau thôi. Trời ơi. Wow. Lẽ hùng cái khoái luôn tới giờ đó. Không biết từ đây tới vòng năm có diễn được nữa không, chứ thấy đỏ mặt rồi đó. Chết. Hồi nãy sau khi diễn xong mà Trấn Thành cười là cái cậu này là ngã vai chứ, ngã đầu vai cậu kia. Chết. Nói chung là cũng mừng rồi anh, vì không nghĩ tụi... Nói chung là do tụi em mừng nữa, tụi em không nghĩ tụi em qua được vòng 1. Anh cũng không nghĩ hai đứa hôn môi. khoái. Không phải, tại vì là lần đầu tiên em được gặp hai anh, em choáng. Em choáng. Đừng có xạo, đừng có xạo. Sao hồi nãy giờ không choáng, mới hôn cái giờ choáng. Mạnh liệt. Hả? Cũng thích cũng, hả? Em chưa bao giờ hôn ai nên là... Hả? Cái gì? Chưa bao giờ hôn ai? Cái thằng này... Tức là nói mà đúng chính xác ra là mấy cháu nhỏ con nít rồi thì mình đã từng hôn rồi đúng không? Như một nụ hôn dành cho một người lớn thì chưa bao giờ. Chứ đừng nói gì tới người cùng giới tính với mình. Hả? Chẳng lẽ em... Khui. Ờ. Trời ơi. Bóc tem. Em bóc tem. Được không? Trời ơi, như vậy là em nụ hôn đầu đời của người ta đó. Oh, first kiss, you make me crazy. Oh, first kiss.
rơi bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Chết, khoái quá khoái rồi. Hai dạ. Chàng trai ơi, các bạn có 2 triệu rồi ạ. 2 triệu rồi đó. Nụ hôn là giành được 2 triệu rồi đó. Có mình thi tiếp nhận lại thi ạ. Không? À, thi tiếp anh và để anh. Rồi. Nào, 60 giây chuẩn bị bắt đầu. Sư phụ, đào tiên sư phụ. Đào tiên à? Thì sao con? Sư phụ không biết hả? Sư phụ, anh đào tiên là sư phụ được trường sinh bất tử á sư phụ. Ta biết mà. Nhưng... Nhất đi, để con đi lấy, để con. Ngộ nghĩnh. Dạ. Ai dạy con cái thói ăn cắp thế hả? Dạ sư phụ. Ta thật thất vọng về con. Sao sư phụ? Hai đầy túi. Đi đi. Dạ. Làm như á có tình cảm mà giờ làm gì cũng dễ cười đó chứ. Rồi cái lúc mà ổng bung cái bao ra mà ổng bung ngược tôi mém cười rồi. Thế có duyên lắm mà bung mà rớt á vụng về á có duyên lắm mà ngộ nghiêng. Trời ơi sao kỳ vậy. Thôi nè, tức là hiện tại là đang có thiện cảm về cái sự ngây ngô và nó mong manh. Yes. Dễ bị gãy đổ tình huống trên sân khấu do chính mình tập là tụi anh cười. Nhưng mà nếu hồi nãy là kỹ hơn là sư phụ ăn cái này là trường sinh bất tử, con sẽ hái cho thầy một quả. Ngộ nghiện ăn cắp là trọng tội, đừng hái quả nào hết, hái đầy bao cho thầy. Ví dụ vậy, nó rõ ràng, nó rành mạch thì nó sẽ cười còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà hiện tại đang cười là cái sự mong manh của em đó, gái à. Nhưng mà thế này nè, giữ cái e này cho tôi, phải giữ cái e này. Tại vì một bạn lanh, một bạn đúng rồi, đầm như vậy thì mới vui. Chứ hai bạn cùng lanh ào 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 là không vui. Đó, đúng không? Trần Thanh Trương là quê ở Thanh Hóa đúng không? Dạ. Mình vào đây 2 tháng rồi hả? Rồi hổng rầy mình ở đâu? Ở nhà em anh. Mới có 2 ngày không, em mới ở 2 ngày để đi quay. Từng đứa nói thôi. Sao? Đấy là mới ở 2 ngày để tập. Để tập kịch bản với nhau. Rồi em nói gì nè? Không, em không nói gì cả. Sao? Cái gì vậy? Cái gì mà bối rối bứt tóc gì đâu. Mình vào đây có một người bạn thân và đến nhà bạn ở 2 ngày để chi? Để tập tành, để chuẩn bị đi thi Thách Thức Danh Hài. Điều đó là quá tuyệt vời vì người ta cũng giúp đỡ mình đúng không? Rồi cơm nước thì mình tự lo hay là ăn cơm với gia đình luôn? Dạ, ăn cơm chung với các bạn trong phòng luôn. Có thêm mấy bạn nữa thôi, anh. À, có thêm mấy bạn nữa chứ không có không gian riêng tư hả? Muốn có riêng tư mấy hồi à. Đơn giản mà. Các bạn ơi, bây giờ các bạn đang có 10 triệu rồi. Vòng sau giải thưởng sẽ là 20 triệu. Mình suy nghĩ coi thi tiếp ngừng lại ạ. Bọn em xin quyết định thi tiếp ạ. Rồi, xin mời bạn. 60 giây, bắt đầu. Ngộ nghĩnh à? Ngộ nghĩnh. À, sư phụ, còn anh. Con đi đâu về vậy? Dạ thưa sư phụ, con đi tập gym. Tập gym á? Dạ. Ủa sư phụ, cười gì sư phụ? Ta cười vào mặt con đấy. Trời ơi, có duyên vậy trời. Trong đầu anh á, anh nghĩ là em sẽ nói câu khác. Cho nên đó lý do anh bất ngờ mà anh cười. Đúng. Sư phụ cười vậy? Ta cười cho vui thôi. Là trong đầu anh nghĩ như thế. Còn hoặc là cái chuyện tập là sẽ tập cái đó. Hay là cái gì đó. Em sẽ nghĩ ra một cái gì đó để chống lại cái chuyện tập gym. Nhưng mà em nói một câu nó chả liên quan gì cả. Cười vào mặt con đấy. Mà quan trọng, em nói câu đó rất là chân thật. Ta cười vào mặt con đấy. Anh rất là thích cái sự chân thật của em. Từ nãy giờ em diễn rất là điềm đạm, rất là dễ thương. Thật sự là không hề yêu quái.
mà diễn người mà diễn rất là chân thật và dễ thương. Cái nét em nó mong manh lắm, anh đã nói từ đầu rồi. Em á, cái nét lúc em diễn á, nhìn bình thường nói chuyện không sao, tới lúc diễn nhìn mặt như chi bu vậy đó. Mong manh á. Anh nói thiệt nha, ví dụ như cỡ với em nè, mà đi chạy xe máy có một người chở em, ví dụ như bạn chở là đi phía đầu vô vai à, mà đi ngang qua đường thấy chú quan giao thông thì cậu phía trước quay lại, chết cha quên đèn bằng lái theo à, thì em lại không nghĩ điều đó. Ôi mấy chú công an giao thông đứng ngoài đường nắng quá. Thiệt luôn á, em sẽ như vậy luôn á. Sao khóc vậy ạ? Nói chung hai đứa đều vui lắm, hai đứa không nghĩ hai đứa tới gì ạ, 20 triệu em xong quýu luôn rồi. Tại là từ trước đến giờ ai cũng chê em. Sao người kỳ vậy? Ừ. Con người ta đẹp đẽ dễ thương thì làm gì chê người ta. Tức là chưa bao giờ bạn ấy được người ta khẳng định là có một tí gì đó trong mình về diễn xuất. Hoặc là tí gì đó một con người em trai mang tính chất hài hước đúng không? Anh chị em, ngày hôm nay nè, em cầm, nếu như em có dần giải thưởng 20 triệu, cầm 20 triệu đổi ra tiền lẻ cho anh. Xòe nhẹ ra tán thẳng vô mặt được nào mà nó chửi mình nè. Chê hả mày, tao xả 20 triệu cho mày ngợp chết nè. Hiểu không? Nhớ nha cưng. Không cần đâu, em chỉ cần selfie cái giải thưởng 20 triệu em đăng lên Facebook, em để cái caption là mấy ai làm được điều này. Hai chàng trai ơi, bây giờ quay lại chủ đề chính nè. Khoan, phải trò chuyện tí để tâm lý thoải mái đã, chứ mới có thể đi tiếp được. Ê, tôi nghĩ trong đầu mà bây giờ hai đứa ra diễn Lan và Điệp có cảnh mà chia tay đó. Chắc chết trời ơi. Trời ơi. Thiệt á. Anh à, tụi em mà đậu á là phải thằng này thằng làm thằng Điệp nè, này nhỏ này Lan nè, rồi cạo đầu ra rồi nói cái gì đó một hồi rồi cái em nối tóc lại rồi em chưa có tu cái gì đó. Người chết luôn á thiệt á. Mà hai đứa vậy nè diễn cái y chang lịch sự vậy nè. Em đi thi với nó là thi cuộc thi này, là cuộc thi này vớt cuộc đời là sao vậy? Xém chuẩn bị về quê cưới vợ. Trời ơi. Em cứu nó đó anh là hiểu rồi vậy. Tức là em chuẩn bị cưới một người mà em không mong muốn. Không à, tại vì là em cách đây 3 năm thì em có làm việc ở dưới Bình Thuận đó. Rồi em thi sân khấu, rồi em nghỉ ở dưới đó để lên đây ôn thi đó. Rồi em gác lại cái công việc đó để em lên em thi. Thì bây giờ mà không đậu thì chắc cũng về theo ý của ba mẹ để an cư lập nghiệp rồi là kiếm cái nghề đó. Chứ em kiểu em cứ giật dẻo thôi. Cứ như hôm trước em đi học thì mấy thầy trong trường cứ bảo em là sống còn lãi, nhưng mà nói từ từ thôi. Nhưng mà nói chung là cũng chương trình là điểm tựa để em có thể tiếp tục em ở lại để em theo, rồi là em theo đuổi đam mê. Tức là kiểu nếu như cái thời gian nó đã nhiều rồi mà em không khẳng định được, em còn lông bông quá, thì gia đình nói thôi về lấy vợ đi, rồi cho miếng đất xây miếng nhà, rồi đi làm công việc đó ổn định đúng không? Và đúng, cái cuộc tình, cái cuộc hôn nhân đó là em không hài lòng. Em không đúng muốn không? Đúng chưa? Hay là em cũng yêu cái cô gái đó? Em cũng chưa biết cô nào nữa. Trời ơi. Sao bây giờ thời buổi này 2018 rồi mà còn có cái vụ mà ép hôn vậy trời? Không phải là ép hôn mà là chỉ là vì là kêu về là cứ cưới vậy thôi đúng không? Mai mối dạng vậy hả? Có cái dự định là vậy thôi đúng không? Vâng. Sao mà lấy được? Lấy. Lấy làm gì sai? Bây giờ vòng thứ 3. Nhưng mà bây giờ trước khi vòng thứ 3, anh hỏi là bây giờ em hiện này nè, cho đến giờ phút này em có hạnh phúc với những gì em lựa chọn không? Có chứ hả? Có. Em được vào đây là em đã từ bỏ cái con đường sự nghiệp và em đem vào đây em biết là cái này nó rất là mông lung. Khoan, mà sự nghiệp em làm cái gì? Sau này em biết là làm gì thì em sau này em có thể là em sẽ trở thành một quản lý à, cho gia đình nữa hả? Vâng, cho nói chung là anh em bên gia đình. À, tức là nhà có tiền ha. Gia đình đã có một cái nền tảng rồi, muốn về bước vào nền tảng đó và tiếp tục phát huy thôi, chứ không cần thiết phải lông bông rầy đây mấy đó rồi. Không đi. Không phải á, ý là muốn để có thể ấy thì phải cứ phải tiếp tục cố gắng để cho nói chung là để cho em nó trưởng thành hơn á, em có thể em nhận thức được nhiều việc trong cuộc sống hơn á. Chứ bây giờ mong manh quá phải không? Say
những ngày trong đây ở với người bạn này thì thấy cuộc sống trong Sài Gòn thế nào? Dạ, nó cũng vui, em hay chơi với các bạn của bạn ấy. Thích trong này hả? Dạ vâng. Trong này có thể phát triển được thích làm tư tưởng hả? Người nhiều thứ. Em thì ngày xưa em khá là đó cơ mà, khá là chậm. À, đó là sự tiếp thu đúng không? Vâng, người ta không hiểu. À, sóc nữa rồi. Wow. Người ta cảm thì mình một là vỗ vai hay là lau nước mắt cho không tay tay đầu. Không có ai này ai mà yêu thương một cách kỳ cục vậy. Giữ người ta lại. Rồi, bây giờ bỏ cái việc khóc một bên nè. 20 triệu chắc chắn nằm trong tay. Bây giờ vòng thứ tư là bao nhiêu Quy nhỉ? 40 triệu. Vòng thứ tư tiếp hay dừng lại? Tiếp không? Đó, đó. Ráng đi, ráng đi. À, anh cho em thảo luận. Phải hỏi ý chứ. Phải hỏi ý chứ. Vợ giờ em muốn sao ví dụ vậy? Hai đứa này thắng xong là đám cưới luôn đó. Về quê lấy nhỏ kia làm chi? Tốn kém ở đây gò dắt nó làm tiền cũng tiền. Rước dâu rồi một bên thôi. 5 triệu đại mới bàn. Hả? 5 triệu đại thì đó, nhà hàng thường thì khoảng chừng 4 triệu trở lại. Nhà hàng thường đó nha. Đãi ăn bàn thôi. Để dành 96 triệu ăn chứ đãi chi dữ gì. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Gam mù tụi này ghê thiệt. Nói cái gì vậy? Bây giờ đang vui khóc á. Lát dần bốn rớt mới khóc thiệt. Dạ em xin diện tiếp cái tiểu phẩm hồi nãy. Ok. Rồi. Vẫn tiếp tục. Nói gần gần đó xíu. Gần đó xíu để tạo lại cảm giác. Dạ. Thầy cười gì đó dù vậy. Gần gần lại em cười nào đó là anh bấm luôn nha. Rồi. Em vừa nói là anh bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chỗ mà thầy cười mặt con là anh bấm. Dạ đúng rồi. Anh hiểu rồi. Cảm ơn anh. Ừ, giờ cứ diễn lại y chang đi rồi tới cái chỗ cười vào mặt anh thì Huy sẽ bấm. Lấy. Đấy. Thì đứng ở đây chứ. Hô trong. Được chưa? Ừ. Diễn từ đầu đi em, rồi tới chỗ đó Huy sẽ bấm cho tụi em đỡ mất thời gian. Hiểu 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 hiểu. Thông minh mà. Hai ba vào. Vô. Ngô Nghĩa nha. Ngô Nghĩa. Dạ dạ, con đây sư phụ. Con đi đâu mà giờ mới về vậy? Dạ thưa sư phụ, con đi tập gym. Tập gym á? Ủa sư phụ cười gì vậy sư phụ? Ta cười vào mặt con đấy. À, đúng đúng đúng. Ô, tóc con dính gì này? Ôi, 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 dạ dính gì sư phụ? À, dính đầu à? Hả? À, sư phụ thấy con có nở nang không? Con hãy thể hiện sức mạnh cho mọi trời ơi, trời ơi. Má, nó không để, nó không để cho nhỏ nói hết kìa cả. Nó tán nhỏ không biết đường về Thanh Hóa luôn. Trời ơi trời, chưa kịp nói xong cái câu con hãy thể hiện sức mạnh cái bộ. Thật là hơi phản đúng không? Xin lỗi. Trời, sao những cái hài đơn giản vậy mà nó mắc cười dữ vậy trời. Đã bao giờ hai đứa nghĩ rằng đến đây thi và được 40 triệu chưa? Nãy giờ đang sợ không biết qua được vòng 1 không? Không, không có được vòng 1 đấy anh. Đi lên rồi hỏi là nếu mà không thi được thì nói trước là xin ôm hai anh rồi thôi cho đỡ lỗ. Không có duyên dữ vậy ta? Mà nó quýnh thiệt hay sao á? Quýnh thiệt. Không, bà kia cũng có hình thể. Cũng có hình thể. Anh rất là thích cái hài của tụi em. Tại vì vậy nè, nó đàng hoàng. Nó không có diễu cợt. Nó không có nhăn nhó mặt mày rồi. Nó nhẹ nhàng, tự nhiên á. Tự nhiên, anh rất là thích cái kiểu này. Mặc dù nó hơi ngô nghê tí, nhưng mà ở đây là không phải là sân khấu dành cho những người chuyên nghiệp. Chính xác. Nên tụi anh đâu có giờ bắt bẻ được cái chuyện mà ngô nghê mà nó có nhiều cái vụn vỡ gãy đổ trong tâm hồn được. Tại vì thế này nè, có nhiều người người ta xem chương trình này cứ đòi hỏi là u cái người này phải diễn giỏi mới được nhận tiền, mới xứng đáng nhận tiền. Làm gì đâu có mới lên có chút xíu mới được tiền. Trời ơi, mỗi một chương trình có mỗi tiêu chí khác nhau. Đến một chương trình diễn hài chuyên nghiệp thì cần cái tiêu chí là phải diễn cho giỏi. Còn cái tiêu chí của cái chương trình này là không cần biết làm gì, đúng một phút làm cho người ta cười.
đó, không cần biết cái bạn làm nào kia gì. Đây không phải là lúc mình khẳng định số tiền mình sẽ lấy, mà khẳng định cho mọi người biết là mình cũng có một chút khả năng và mình đang khẳng định điều đó. Mình sẽ cố gắng theo đuổi cái đam mê của mình. Dĩ nhiên mình không phải là ăn chơi chợ búa nhậu nhẹt xa cơ thất thế, mà mình cho gia đình biết rằng là mình sẽ cố gắng, đến khi nào không còn sức cố gắng nữa thì mình sẽ về với gia đình để chi, để làm công việc gia đình mong muốn. Bây giờ mình còn trẻ mà, ít ra 40 triệu em có thể ở lại đây nửa năm. Hồi lâu em đi theo đuổi cái nghề diễn viên này à, thì ba em mới không đồng ý. Rồi xong ba mới kêu là không có ai trong ngành, với lại là em mới nói, rồi ba mới nói là lấy anh. Ba lấy anh là đâu phải 1000 người mới có được một người Trường Giang. Thì em mới nói thì giờ ai cũng sợ như ba, thì biết đâu thì sao mà lại có một người Trường Giang thứ hai để ba xem được nữa. Bởi mình phải, em phải cố gắng, quyết định cố gắng là không có từ bỏ. Nói chung anh là cái người mà em lấy làm động lực của em nhất. Nên nãy anh, em gặp anh khóc. Tức là gì nè, mình có đam mê mà mình theo đuổi một cách chân chính, khi nào mình cảm giác là nó không phù hợp mình thì mình dừng lại, chứ không phải vì bất cứ lý do gì mình dừng lại. Anh mới Trấn Thành là cũng đâu có ai trong nghề, trong nhà công nghề đâu. Tụi anh thì tự lực đi lên thôi, với sự may mắn nữa thì tụi anh có vị trí như hiện nay. Tụi em cũng vậy, và ngày xưa tụi anh không có cơ hội mấy cái cuộc thi này đâu, đâu có đâu, hồi xưa không có cái cuộc thi này cho tụi anh thi. Nói chung là anh thì anh thấy như vậy. Không nhất thiết cứ phải là Trường Giang với Trấn Thành thì mới làm trong nghề, right? Chỉ cần mình được sống trong cái nghề mình yêu thích, mình kiếm được đồng lương từ cái nghề đó, mình sẽ thấy nó hạnh phúc hơn là mình làm một cái nghề mà mình không biết tại sao mình làm. Hả? Anh thì anh nghĩ vậy, tại vì cuộc sống mỗi một người, người ta hạnh phúc vì một điều gì đó. Bây giờ có phải là con người kiếm tiền cuối cùng chỉ để hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói đi, và tất cả mọi người trên đời này kiếm tiền cuối cùng là chỉ để hạnh phúc. Như vậy nếu như người ta có, mỗi người có nhu cầu khác nhau, có người ta cần nhiều tiền người ta mới thích, mới hạnh phúc. Nhưng với em thì em cần ít tiền thôi, nhưng miễn là mình sống đủ trong cái nghề này mình vẫn thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Đó là cái chuyện của mình. Thành thử ra đừng ai áp đặt ước mơ cho ai cả, và làm ơn tôn trọng cái đam mê của mỗi một cá nhân. Tôi nghĩ vậy, tại vì có những con người kiếm tháng 40 triệu ta cũng không thấy đủ nữa, có những con người kiếm tháng cái tỷ ta cũng không thấy đủ nữa. Em thấy đủ thì nó là đủ. Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng cơm quê đồ, em hiểu không? Thì người ta để kiếm thêm, chứ đủ thì người ta đâu có mở ba cái đó, người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. Hiện tại là có một cái điều là sự sung sướng của mình khi đến chương trình này, gặp tụi anh, gặp chương trình và có giải thưởng gọi là 40 triệu. Đó chính là giải thưởng cầm trong tay, và chắc chắn có tấm vé vào đêm gala dành cho những cái cặp hoặc là những thí sinh mà duyên dáng dễ thương, tài năng. Bây giờ nếu mình chiến thắng ở vòng cuối là trọn vẹn về niềm hạnh phúc luôn. Đó là 100 triệu và tấm vé vào trong kia. Nếu như không may mắn mình rớt, mình vẫn vào gala. Dạ. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Bây giờ như thế nào? Dạ, đi tiếp. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ôi trời, con tập gym mà lực con có vậy thôi sao? Trời ơi. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy ngày vui em về. Lan ơi, anh đi mai anh lên chốn Thành Đô, có nhà xe nó rực rỡ, xin anh đừng quên bến đò ngang, con sông nhỏ chốn quê xưa em dò rõ mong chờ. Anh ơi, có chút tuyển mọn em gửi anh làm lộ phí đường xa, sao anh chưa đi? Có 40 triệu em đưa anh nhiêu đây, sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao 2 vòng còn gì nữa. Các bạn đã nhận được giải thưởng cao nhất.
anh chưa đi? Có 40 triệu. Em đưa anh nhiêu đây, sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao hai vòng còn gì nữa. Chương trình này sẽ phát sóng toàn quốc, thế nên Thanh Hóa vẫn xem chương trình này rất là nhiều. Cả gia đình, cả dòng họ và cả xóm của em sẽ xem em trên sóng truyền hình. Em thấy sao? Sướng lắm ạ. Gia đình em lúc đó em nghĩ là mọi người sẽ nói gì? Thôi con cứ tiếp tục công việc đi. Thôi con cứ tiếp tục công việc ấy đi. Mình đoạt 100 triệu nó cũng chưa gọi là gì to tát lắm, nhưng mà số tiền 100 triệu là rất là lớn. Còn cái thành tựu là mình vượt qua 5 vòng thì nói thật ra thì nhiều người nói cũng đúng là ui dồi ôi cũng là cái gì đâu. Nhưng không, mình hãy hành diện với chính bản thân mình trước, đúng không? Mình không nghĩ là mình làm được điều này. Thật ra mà nói á, tụi em không phải là diễn viên hài, nhưng tụi em hiểu về hài. Cái này anh nói thiệt là tụi em có hiểu về hài. Và cái cách thể hiện của tụi em cũng không giỏi, nhưng trời thương tụi em là cho tụi em có cái câu chuyện. Cái câu chuyện làm cho người ta mến mình ha. Hài nó, cái gì nó đến đầu tiên phải đến từ cái sự cảm mến của cái người đối diện dành cho mình. Cái đầu tiên là cái mến nè, vì cái câu chuyện của tụi em. Cái thứ hai là cái sự ngây ngô của cái bạn này nè, cộng thêm cái sự trách nhiệm của cái bạn này, hai cái nó bổ trợ lại với nhau, nên tụi em tạo ra được những cái tình huống thú vị trên cái sân khấu này. Và cái 100 triệu này không phải là dành trao cho diễn viên hài, cũng không phải là trao cho những cái người mà diễn hài giỏi. Ở đây trao cho người đầu tiên là đủ may mắn, cái thứ hai là đủ cái duyên dáng, và cái thứ ba là đủ cái bản lĩnh để chiến thắng tâm lý của mình trước bao nhiêu con người, và đặc biệt là với hai cái người đã từng diễn hài rất nhiều ở trên này. Thì đây là cái giải thưởng dành cho tụi em. Thì tụi em, anh nghĩ rằng là như anh Giang nói đúng, thật ra em được quyền post một tấm ảnh lên Facebook với cái tấm bảng 100 triệu và đều đúng một câu ngắn gọn rằng là không phải ai cũng làm được chuyện này đâu. Thật sự là như thế. Thôi, nói gì nữa. Thẳng rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Tôi đã rời khỏi đền rồi để lấy cái giải thưởng quan trọng nhất. Chúc mừng hai bạn giải thưởng 100 triệu đồng. Làm cho tất cả danh hài. Nhưng trong tôi thấy tôi há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Để lòng ngã nghi không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài. Cười miễn chi cho đến cười phải chi. Tôi sẽ chiến thắng vạn rồi. Khi một trong hai danh hài cứ cười. Thật tuyệt vời. Tấm vé 100 triệu đồng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân ngay trong tập đầu tiên này. Và đây là hiện tượng thứ hai đạt được giải thưởng cao nhất đến từ vùng đất Thanh Hóa. Trước đó, không ai không thể không nhắc đến cái tên Lê Thị Dần vô cùng duyên dáng đã đạt được giải thưởng 100 triệu đồng ở thách thức danh hài mùa 2. Chúng ta hãy cùng theo chân Thanh Chương và Hoàng Duy đến Thanh Hóa để báo tin vui cho ba mẹ Chương và tìm hiểu thêm về cuộc sống của anh bạn hiền lành điềm đạm này nhé. Tôi cũng rất bất ngờ khi con trai tôi được một giải thưởng lớn. Từ nhỏ đến lớn là cũng không được gọi là thông minh nhanh nhảu cho lắm, đi đâu cũng phải có mẹ chỉ bảo. Gia đình Chương chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Chính vì vậy ba mẹ bạn muốn con cái mình có cuộc sống ổn định và thoải mái hơn. Đó là lý do ba mẹ luôn không ủng hộ niềm đam mê diễn xuất của Chương, vì sợ con sẽ vất vả và phải xa gia đình, quê hương. Nói thực sự là nghề sân khấu, nghề điện ảnh là nay đây mai đó. Từ xưa nay là ở nông thôn là ăn cơm, bữa cơm gia đình, đi ra xã hội là hay cơm hộp. Bữa ăn bữa không, bữa thì ăn mì tôm nên cô không thích về sức khỏe. Chương là anh cả trong gia đình. Tuy nhiên từ bé đến lớn mọi người đều nhận xét Chương là một người tiếp thu chậm, cho nên việc tham gia chương trình thách thức danh hài và đạt được giải thưởng lớn đó là một điều khó tin đối với mọi người. Ở nhà thì anh ấy khá là nhút nhát, ít khi nói đùa. Khi biết anh mình được 100 triệu thì một phần là khá là tự hào ạ. Một phần là cũng
có gì đó là vui vui. Lúc mà được 100 triệu thì thực sự là em không có tin. Đến bây giờ thì cái cảm xúc vẫn như vậy. Em thì thất nghiệp, còn Duy thì đang đi học, cho nên cái khoảng thời gian hai người gặp nhau nói chung cũng rất là ít. Có hôm mình với Duy phải thức đến 4 giờ sáng để nghĩ kịch bản mới và tập luyện với nhau. Khi mà lúc mà lên sân khấu diễn, chả không có biết là cái gì. Cái lúc mà giám khảo cười mà vẫn không biết mà cứ diễn khi nào mà khán giả hét là được hả? Nói chung là em với Trương này đúng không? Là đến chương trình đó là không phải là vì tiền, đấy là vì chỉ muốn thể hiện cái khả năng của mình. Thể hiện và được lên truyền hình đó. Rồi, lên truyền hình. Đầu tiên là lên truyền hình, với lại là thứ hai đó là thể hiện bản thân mình, khẳng định mình.